Ê, anh bạn đang muốn mua nick Roblox à? Ủa sao biết? Muốn có trái báo không? Cách nào? Trời ơi, shop của tôi có bán nick có trái báo đó à nha. Chưa hết đâu nha, còn có thêm random trúng nick các kiểu con đà điểu luôn. Chưa hết, còn có khuyến mãi Robux mùa hè nữa nè. Còn muốn gì thì đến ngay hiharobux.com nha. Trời ơi, Hi Ha ơi, xung quanh mình toàn là những con skinny chướng nhọn không á, ông nhìn đi. Đúng. Kìa, nó đang leo lên kìa. Mày. Tôi phải bắn con này đây. Trời ơi, bắn con này. Ê, mày không được leo lên. Ôi, còn hả, chết đi. Ôi, sao bắn tôi luôn vậy cha nội? Bà đang bắn mà đi vô cái chỗ người ta bắn rồi bà nội. Ôi, bắn nhanh lên. Trời ơi, mấy bạn tôi ơi, trời ơi, nó dí tôi kìa. Trời ơi, hình như là sạch rồi đó. Còn mấy con ở bên trụ sở cảnh sát nữa nè. Bắn nó thôi. Trời ơi, mấy bạn tôi đó kìa. Trời ơi, nguy hiểm quá, dập lửa cháy làng bây giờ. Ủa đằng kia ai nằm đâu vậy? Đằng kia ai nằm vậy? Ai vậy? Titan. Hình như cái này là Titan camera. Ui mấy bạn ơi, Titan camera đã bị cái gì mà nằm ở đẳng rồi. Bây giờ tụi mình phải lại coi nhanh mới được. Ông bị gì vậy Titan camera? Đấy là Hi Ha và Zombie hả? Đúng rồi. Không ổn rồi, chúng nó, những con Skibidi nó đã thâm nhập vào cái cơ thể của ta. Các người làm ơn cứu ta ơi. Ôi, được rồi. Ui, trời ơi. Thử bọn này chứ đã, bọn này đông quá à. Nhanh lên, à, hãy vào cơ thể và tiêu diệt luôn Skibidi nhẹ trong đấy đi. Ui, chỉ là như những lần trước nữa rồi mấy ơi. Đúng chỉ rồi, bây giờ chúng ta phải leo vô cơ thể của camera Titan để cứu ổng thôi mấy bạn ơi. Đúng, chúng ta nhanh chân thôi, còn bây giờ thì tụi mình chui vô thôi, let's go. Trời ơi, mình bị rơi vào đâu rồi nè mấy bạn ơi. Vào bên trong của cơ thể camera Titan rồi. Bây giờ chúng ta đi giải quyết những cái vấn đề mà camera Titan gặp phải thôi nha ơi. Ui trời ơi, hình như trong đây, trong cơ thể của camera. Trời ơi, cơ thể gì mà nhiều màu sắc lè lẹt quá đúng không các bạn? Có gì đây? Một người sẽ đi vào mê cung, một người sẽ ấn vào nút này để chỉ dẫn. Đồ. Mê cung này hả? Mê cung này á hả? Trời ơi, dạ. Để lỡ coi. Một người sẽ phải đi vào mê cung mù, một người sẽ ấn vào cái nút rồi chỉ đường. Đồ khó tới vậy luôn á hả? Trời ơi, liệu mình với Hi Ha có làm được không? Còn bà sẽ là đứa dẫn đường cho tôi nha. Ok, được. Bây giờ tôi sẽ ấn vào cái nút nha. Ok, ấn. Ông đi đi, ông đi đi, ông đi đi. Rồi, đi đi với mấy ơi. Đi thẳng lên. Rồi, quẹo qua trái một cái. Rồi. Sau đó là quẹo sang trái tiếp luôn. Cái này luôn. Rồi, quẹo phải. Rồi, tìm đường đi thẳng lên đi. Tôi coi còn hướng nào để đi vào. Trời ơi. Trời, thôi đi ra đi. Ok, tôi ra rồi nè. Bây giờ tôi đi nha. Bây giờ bà vô đây để tôi chỉ đường cho bà. Giờ hồi nãy ông đi hướng nào? Hướng đó là không có đường rồi đó. Rối dữ vậy trời. Hơi bị khó luôn đó. Rồi. Hồi nãy ông đi, ông đi sẵn rồi nên là tôi không biết bây giờ tôi đi đường nào. Bà đi đường nào cũng được. Ô số 7 cũng được đúng không? Ok. Rồi đi đây. Rồi quẹo. Đi qua bên màu đỏ rồi. Hold up. Đi tiếp luôn. Ok. Đúng rồi. Đúng luôn. Quẹo bên trái. Quẹo trái. Đúng rồi. Rồi, sao nữa? Đi quẹo qua màu xanh biển. Đây hả? Ấy, xanh biển kia kìa, bên kia. Đúng rồi, đi tiếp. Rồi đi tiếp. Rồi đi xuống. Rồi tiếp luôn đi. Rồi đi tiếp đừng kia. Bà đi qua cái sau lưng bà, đi qua sau lưng. Sau lưng là cái này hả? Không, qua lại. Bên phải. Đó. Ok, bên đây. Đi vô, đi lên, đi thẳng lên. Rồi, hết cần gạt không? Gạt. Rồi quay lại. Quay lại. Rồi, quẹo. Đây. Rồi quẹo phải. Đó. Rồi đi. Có cái cửa. Ra đi. Ủa sao cái cửa đóng mà? Thì mày ơi, quanh lại cái cần gạt. Cái mê cung của ông nội camera. Hướng nào vậy? Rồi. Đập cái nút này ơi nha. Đúng rồi, đập cái nút đó. Đẩy cái nút đó. Quanh lại cửa, quanh đường nào, đường này đúng không? Rồi đó tới rồi đó, đi. Ok, được rồi, mở cửa thôi. Đặt chưa? Rồi. Rồi đi ra đây, đi ra lên. Tối tu vậy? Có hết mù rồi, may quá ơi. Tôi hết mù rồi. Sao rồi? Đây, ui giời, bắt cua kìa má ơi. Ôi giời ơi, ở dưới toàn là gai luôn các bạn ơi. Bà nội đã đổi chú khô luôn đó trời ơi. Nguy hiểm trời quá ơi, bây giờ mà vừa la ve mà lừa gai nữa kìa ông nội ơi. Ui trời ơi, la ve cũng vậy. Trời ơi, bây giờ mới thấy được la ve nè mấy bạn ơi. Nhìn sợ quá à. Bắt cô đi, người diễm ơi. Thì chật. Trời ơi là trời. Ba cái. Quay bắt cô này khó lắm á nhà dùm ơi. Tôi nói chưa nha. Cái gì vậy ơi, sợ quá ơi. Trời ơi là trời. Ôi trời, làm sao ở đây có cái đường la ve nữa, mấy bạn thấy không? Bây giờ làm sao để mình đi xuống cái cục đó ta? Trời ơi, xung quanh tôi toàn là lá ve. Trời ơi, giờ sao quá đây? Thi chưa. Ôi, ủa, tới đây là nhảy ở đâu nữa vậy ha? Nhảy lên cái máy trước mặt bà. Thi. Nhảy lên nữa trên máy. Đúng rồi. Lùi lại. Đúng rồi, giờ nhảy qua cái máy cái bên. Thi chưa? Lẹ đây, tôi đợi lâu lắc lắm mà đã nghe. Thi chưa. Ồ, sợ quá. Tôi lẹ đây, tới tôi nữa. Lẹ vậy. Ây. Hay chà.
nghĩ là có cái gì đó thú vị lắm này. Đài bánh bả đó, tôi nghe tiếng gì nghe tiếng cưa vậy vậy vậy. Tiếng cưa luôn hả? Ghê dữ vậy. Ôi, có con gì vậy? Thì cái bên đây gì kìa mấy bạn ơi. Nhìn nó ghê quá à. Trời ơi, nhìn nó là con gentleman nha mấy bạn, có thấy không? Mày đánh tao à mày. Mày đánh tao à mày. Trời ơi, nó còn có máy bay nữa kìa. Mày còn một con nha ơi, đánh nó thôi. Dĩ nó, dĩ nó. Mày nó bắn nó. Mày nè. Thiệt có mấy bạn ơi. Trời ơi, chưa đâu, giờ mình thấy cái con Skid Baby gì mà đáng sợ tới vậy đúng không mấy bạn? Trời ơi, bây giờ tụi mình làm gì đây á? Lắp động cơ vào đây, giữ phòng vào đây. Quăng nó vô. Quăng nó vô. Ê, tôi quăng xong rồi. Rồi. Trời ơi, bây giờ chúng ta chờ đợi thôi. Đúng rồi đó, tiếng động cơ nó đang đầu rồi nè mấy bạn ơi. Ồ. Cái tiếng động nó đang chạy, rồi. Vậy là cơ thể của camera Titan đã được hoạt động trở lại bình thường mấy bạn ơi. Ủa, có con đường hả? Đúng rồi, hồi nãy hình như mình kích hoạt cái đó nên là cái phòng này nó được mở ra nữa, hiểu không? À, hiểu rồi. Thì ra là nhờ mình kích hoạt vào cái máy đó nên là cái căn phòng này đã mở ra nè mấy bạn. Gì vậy? Chiêu đặc biệt của Titan Camera Man là rồi, gì? Qua mấy câu hỏi này mới xâm nhập được vô bên trong nữa rồi. Ghi hình chất lượng 4K chống rung màn hình, đánh không trượt phát lào. Tôi nghĩ là đánh không trượt phát lào. Thật đấy. Đúng vậy. Vô. Vô. Đúng rồi nha mấy ơi. Hay lắm. Lỗi năng lượng. Điểm yếu của Titan Camera Man là gì? Ai biết lỗi năng lượng? Cái này là gì vậy nha? Lỗi năng lượng. Mở cửa. Đi tiếp. Gì nữa đây? Người mà Titan Camera hít lại. Ai biết Titan Camera? Tôi nghĩ là Titan Camera. Đúng rồi, Titan Camera thì chỉ có Titan Camera thôi chứ ai nữa. Mình sai rồi. Đi vô thử đi. Ai biết đi. Quá đường nè, đúng rồi nè. Trời ơi, làm cái gì hết hồn à. Thôi đi. Trời ơi, mở cửa nha. Trời ơi, tưởng cái gì nguy hiểm lắm chứ. Trang bị của Titan Camera Man là gì? Tay không, dây điện. Tay không. Đi tiếp. Đúng rồi, làm gì có trang bị bằng dây điện trời. Rồi, x cộng y cộng z bằng 2. Cho x lớn hơn y. Hỏi x bằng mấy? Tự tính đi. 248. Cái này câu hỏi nhức đầu quá. Cho x lớn hơn y. X là lớn hơn y đó. X là 2. Nhưng mà tại sao bằng 2? Thôi tự tính đi, mệt quá. Đi luôn. Tự tính đi. Sai cửa rồi mà. Bên đây 248 rồi. 248. Được rồi, bây giờ chúng ta mở cánh cửa đây thôi. Ôi giời ơi. Trời, cẩn thận. Này đi là dễ chết lắm đó Hi Ha ơi. Qua đây nè. Qua đâu? U là trời. Rồi sao nữa? Đây. Ok. Trời ơi là trời, nó có bắt cua nữa ta. Cái gì vậy? Có súng AK hả? What the hell? Có một cây hả? Trời, cẩn thận nha, đừng nhảy qua cái chừng chết chung đó. Bên này là có cây súng AK, hình như trong mấy cái rương này là có đồ á Jimmy ơi. Ồ, vậy là mình đi lút rương hả? Đúng rồi, lút rương đúng rồi đó. Mình sẽ lấy cái này đi, Ui, có bộ giáp vàng gì nè. Ông mặc bộ giáp vô không thấy cái mặt ông đâu luôn nha. Đúng rồi, nhìn tôi như mấy ăn trộm vậy. Nè Jimmy, tao cho bạn bỏ đi được chưa? Đó, ôi giời ơi, bây giờ để mình mặc vô nè mấy bạn. Đó, trời, nhìn mình ngầu lé ui chi nha vậy. Ôi dạ, hay nè. Đạn nè. Đấy, được rồi, bây giờ chúng ta sử dụng súng AK để làm gì đây? Ủa, làm sao đi qua bển? Không có gì hết. Không có gì hết, sao qua được? Trên đây là Jimmy ơi, bây giờ mình phải bắt cua heo trên đây nữa nè. Tôi đi theo ông đấy. Rồi, qua đây. Cẩn thận nha, tao nói trước rồi nha. Tôi hên xui lắm đó nha. Qua đây. Đây Jimmy ơi. Thôi ông ấy bà leo lên đầu tôi, bà ngồi luôn đi Jimmy cho nó lẹ. Một người nhảy thôi. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ khó thì chúng ta phải làm vậy thôi các bạn. Ngồi im nha. Ông dám dúng dính luôn các bạn ơi. Rồi giờ bắt cua qua bển nè Jimmy ơi. Đấy. Trời ơi. Trời ơi. Rồi một cái nữa, còn cái nữa. Đây, an toàn đi, an toàn ở trên hết. Quá được rồi các bạn ơi, mình vậy ha. Cùng nhau bắt tay đi qua cái thử thách này một cách rất là dễ dàng luôn. Ok ha ơi, bây giờ chúng ta bước qua cánh cửa này thôi. Được rồi, đi thôi, sợ gì nữa. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, xem ta. Trời ơi, mấy bạn nhìn kìa, mấy con Skid Baby gì mà nó cầm cái kiếm luôn. Ghê quá hả? Nó cầm nguyên cây kiếm katana, kiếm nhật luôn. Ghê dữ vậy, ơi để tôi phụ ông cho. Cẩn thận. Đây là giống loại Kilibi mới hả trời? Nguyên trời ơi, Kilibi cầm kiếm nhật luôn là trời sao? Ơi, bên trong trái tim của ông Camera Titan nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình đi đâu đây? Xong hết rồi, trái tim em không còn gì nữa. Thì đó, bây giờ nó ra sạch sẽ rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, phía trước có tìm những con Skibi đi gì vậy? Ông nhìn kìa. Ôi, trời ơi, nhìn đáng sợ quá mấy bạn ơi. Skibi gì mà như con ma vậy? Ôi, trời ơi, chạy. Ây da, nó còn sử dụng cái chiêu động đất nữa kìa mọi người ơi. Ui, bỏ Skibi này mạnh quá. Ôi, chết đi, lũ Skibi đi. Chết đi, con
thì kia bên đây. Ủa cái tay kìa. Nhìn nó ghê quá vậy nha ơi, nhìn kìa. Trời ơi trời ơi. Con sợ nó có hai cái bàn tay mày. Ui 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 a. Rồi nó tung tôi luôn kìa. Mày hả? Mày hả con? Mày hả con? Mày nè, con chấm nè, con chấm. Ghê quá. Kibidi, kibidi vậy mà ghê quá à. Ừ, trợn trắng lên đúng ghê luôn mấy bạn như mấy con ma vậy á. Thì kibidi mày. Mày. Nó bắn tôi rồi nè, giết nó đi. Sắp chết rồi. Được rồi, giết nó đi nha ơi. Sắp đột ngã rồi. Ôi, đừng để ông cũng tiêu diệt được nó rồi. Trời ơi, chung lúc tôi thay đạn lại nha, tiêu diệt nó luôn mấy bạn ơi. Con giận dữ, thì chứ đi ra ngoài thôi. Không biết sao rồi, camera Titan ơi. Ổn chưa? Cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người. Tốt rồi. Các bạn ơi, cuối cùng thì camera Titan cũng đã tỉnh dậy rồi các bạn. Vậy là ông đã hết bị bệnh rồi. Trời ơi, tôi và Nga cũng đã giải quyết xong được boss Skibidi trong đầu của ổng. Trời ơi, nó đúng nguy hiểm luôn. Ê, từ xa tôi có boss Skibidi kìa. Đi là đẳng tiêu diệt nó thôi. Camera Titan ơi. Đi 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 đi.